Xin chào các bạn. Bạn có bao giờ tự hỏi, trong 10, 20 hay 30 năm nữa, khi Việt Nam bước vào giai đoạn dân số già, điều gì sẽ xảy ra không? Liệu cuộc sống của chúng ta có thay đổi nhiều không? Hãy cùng mình đi qua từng khía cạnh của vấn đề trong video này để tìm hiểu nhé. Trước hết, mình muốn chia sẻ với các bạn một con số rất đáng chú ý. Theo báo cáo từ Liên Hợp Quốc, Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm 2019, khi mà tỷ lệ người từ 60 tuổi trở lên đã chiếm 12% dân số. Điều này có nghĩa là cứ 100 người thì có 12 người đã trên 60 tuổi. Và điều đáng nói ở đây là con số này đang tăng nhanh một cách chóng mặt. Dự báo đến năm 2036, cứ 5 người Việt Nam thì sẽ có một người là người già. Nghe có vẻ khó tin, nhưng đó là thực tế mà chúng ta phải đối mặt trong tương lai không xa. Điều này đặt ra rất nhiều câu hỏi, ai sẽ làm việc, ai sẽ chăm sóc người già? Và liệu nền kinh tế có trụ vững được không khi số lượng người lao động giảm, trong khi người cần được chăm sóc ngày càng nhiều? Khi dân số già đi, không chỉ là số lượng người lao động giảm, mà công nghệ và tự động hóa sẽ ngày càng thay thế nhiều công việc. Các bạn có thể nhìn thấy điều này trong rất nhiều ngành nghề như sản xuất, nông nghiệp hay thậm chí là dịch vụ. Máy móc và trí tuệ nhân tạo đang ngày càng tiến bộ, và trong vòng 10 đến 20 năm nữa, chúng sẽ thay thế một lượng lớn lao động truyền thống. Ví dụ như ở các nhà máy, công nhân có thể bị thay thế bởi robot tự động hóa hoàn toàn dây chuyền sản xuất. Tại các văn phòng, những phần mềm thông minh có thể xử lý một lượng công việc lớn mà trước đây cần đến hàng trăm nhân viên. Nếu không kịp thời nâng cao kỹ năng và chuyển đổi sang các lĩnh vực khó thay thế, nhiều người trong độ tuổi lao động sẽ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm. Đặc biệt là những lao động có trình độ thấp hoặc không được đào tạo về công nghệ, họ sẽ phải đối mặt với nguy cơ thất nghiệp cao hơn. Các bạn có biết không? Trong bất cứ nền kinh tế nào, độ tuổi lao động đóng vai trò rất quan trọng. Khi dân số già đi, số lượng người trong độ tuổi lao động giảm và điều đó đồng nghĩa với việc ít người làm việc hơn. Bạn có thể hình dung, nếu một công ty trước đây có 10 người làm việc thì giờ đây chỉ còn 6 đến 7 người thôi. Vậy sản lượng sẽ giảm ra sao? Theo một nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới, từ năm 2030 đến 2050, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có thể giảm từ 1% đến 1,5% mỗi năm chỉ vì dân số già đi. Đừng nghĩ rằng con số này nhỏ nhé. Một quốc gia đang phát triển mà giảm đến 1,5% mỗi năm thì chẳng khác nào bóp nghẹt sự phát triển cả. Và không chỉ là về việc làm, chuyện lương hưu cũng là một vấn đề lớn. Hệ thống bảo hiểm xã hội hiện nay ở Việt Nam đang phải đối mặt với nguy cơ thâm hụt quỹ. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, quỹ bảo hiểm xã hội của chúng ta có thể cạn sạch vào năm 2034 nếu không có những thay đổi kịp thời. Khi đó, nhiều người già có thể sẽ không nhận được lương hưu và phải sống dựa vào con cháu hoặc trợ cấp xã hội ít ỏi. Vậy bạn có bao giờ tự hỏi liệu hệ thống y tế của Việt Nam có đủ sức để chăm sóc lượng người già tăng nhanh không? Hiện nay, chi phí y tế cho người cao tuổi cao gấp 2 đến 3 lần so với người trẻ. Người già thường mắc các bệnh mãn tính như cao huyết áp, tim mạch, tiểu đường. Những bệnh này đòi hỏi việc điều trị dài hạn và tốn kém. Thực tế là mỗi năm, có khoảng 10 triệu lượt khám chữa bệnh liên quan đến người cao tuổi ở Việt Nam và con số này còn đang tiếp tục tăng nhanh. Các bệnh viện, cơ sở y tế sẽ phải đối mặt với áp lực rất lớn. Một điểm nữa là hiện tại, Việt Nam có rất ít bác sĩ chuyên khoa lão khoa. Theo báo cáo của Bộ Y tế, hiện chỉ có khoảng 500 bác sĩ chuyên về chăm sóc người cao tuổi. Trong khi đó, với tốc độ già hóa dân số như hiện nay, Việt Nam cần đến hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn bác sĩ có chuyên môn để chăm sóc sức khỏe cho người già trong tương lai. Một ví dụ thực tế là tại Nhật Bản, quốc gia có tỷ lệ người già cao nhất thế giới. Hệ thống y tế tại đây đã phải đối mặt với khủng hoảng lớn khi không đủ nhân lực và cơ sở vật chất để chăm sóc người cao tuổi. Điều này buộc Nhật Bản phải đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ chăm sóc y tế tự động, chẳng hạn như robot y tá, và khuyến khích phát triển các mô hình nhà dưỡng lão thông minh. Bây giờ chúng ta nói đến chuyện phúc lợi xã hội. Bạn có biết rằng hiện nay, chỉ khoảng 40% người cao tuổi ở Việt Nam nhận được lương hưu. Vậy 60% còn lại thì sao? Họ phải dựa vào sự giúp đỡ từ con cái, gia đình hoặc những khoản trợ cấp xã hội rất ít ỏi. Một ví dụ gần gũi là Hàn Quốc. Quốc gia cũng đang đối mặt với tình trạng dân số già đi nhanh chóng. Dù có hệ thống an sinh xã hội phát triển, nhưng Hàn Quốc vẫn phải đối mặt với tình trạng người già sống trong nghèo khổ do lương hưu không đủ đáp ứng nhu cầu cơ bản. Rất nhiều người già tại Hàn Quốc phải đi làm thêm ở tuổi 70 đến 80 để trang trải cuộc sống. Và có một xu hướng đáng lo ngại khác, đó chính là lối sống gia đình hiện đại ở các đô thị. Nếu như trước đây, con cái thường sống chung với bố mẹ, chăm sóc cha mẹ già, thì giờ đây, nhiều gia đình trẻ chọn cách sống riêng, tách biệt với bố mẹ.
Điều này có nghĩa là người già có thể sẽ phải tự lo liệu cuộc sống nhiều hơn, hoặc sẽ phải dựa vào các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi như nhà dưỡng lão, dịch vụ giúp việc tại nhà, nhưng những dịch vụ này ở Việt Nam vẫn còn rất hạn chế. Tóm lại, già hóa dân số không chỉ là vấn đề của người cao tuổi mà còn là thách thức cho toàn xã hội. Từ lao động, y tế đến hệ thống phúc lợi, tất cả đều sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề. Để vượt qua những thách thức này, chúng ta cần phải hành động ngay từ bây giờ. Từ nâng cao kỹ năng lao động, cải thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe đến đảm bảo an sinh xã hội cho người già. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên bấm like và theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin thú vị nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!